Chị gái có một số phận đáng thương và một ước mơ khiến người ta phải bật khóc khi nghe được điều đó. Tại Tắc Cậu, tỉnh Kiên Giang, chị Hồng Yến là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Do mắc một căn bệnh lạ nên từ nhỏ chị không thể nào ngồi và đi đứng bình thường như bao nhiêu người khác. Người ta di chuyển bằng hai đôi chân, còn chị di chuyển bằng đôi tay của mình. Chị có một ước mơ nhưng khó bề mà thực hiện được khi cơ thể của chị như vậy và hoàn cảnh thì khó khăn. Nên chị nhờ anh em đến đây chia sẻ đoạn clip này lên, mong sao có một ai đó giúp chị thực hiện được cái ước mơ nhỏ nhoi ấy. Thì hoàn cảnh cũng như ước mơ của chị như thế nào, Hoàng Linh xin mời quý bà con, cô chú anh chị mình hãy cùng đồng hành với Hoàng Linh trong đoạn video ngay sau đây ạ. Chào khán giả, mình tên là Hồng Yến, mình năm nay 36 tuổi. Mình hát bài Hờn Chắc Con Đò tặng, còn bài của anh Duy Ngọc Thái tặng cho quán giả. Dạ. Cứu gọi con đò, những con đò nào nhớ có nghe. Cứu gọi tôi về, nhưng tôi nào đâu có còn nghe. Mà tôi nhẫn tâm xem như là không có chuyện gì. Đò ơi có sao, em đau lòng khóc ở bờ sông. Hoàng Linh miền Tây, kết nối trái tim Việt. Dạ em chào chị ha. Thì hôm nay cũng có một người anh đó giới thiệu cho hai anh em đến cái hoàn cảnh của chị. Thì không biết là cái hoàn cảnh của chị mình bị cái vấn đề tật này từ nhỏ hay là sao chị ha? Dạ em bị hồi nhỏ. Hồi lúc mấy tuổi? Lúc em 10 tuổi. 10 tuổi. 10 tuổi là lúc đó là mình, hồi lúc trước 10 tuổi đó là mình có bị cái căn bệnh hay không? Dạ, em nhỏ em còn đi được, em có bệnh. Rồi hồi lúc mà mình còn đi được là bình thường như những người bình thường ha? Dạ. Rồi sau đó là bị như thế nào chị? Dạ, lúc đó là em đi tắm mưa em bị té. Bị sốt, của đó nó bị sốt bại liệt, nó nhỏ. Sốt bại liệt. Đó cũng như nói 10 tuổi thì cũng là 10 tuổi mẹ, 9 tuổi mình nè, 9 tuổi Tây. Dạ. Là nó bị đó, bị sốt bại liệt, rồi gia đình nghèo, không dạ. có điều kiện để chị rồi uống thuốc nam, rồi đi thầy đồ này kia chứ không có tiền đi bệnh viện, rồi cho nên là để thời gian lâu quá nó mới thành ra gì. Rồi đó ba mẹ nhà nghèo, nhà đông con, 9 dạ. người con, rồi ở trong ruộng không có điều kiện, rồi không có để tiền để lo cho nó, dạ. cứ hốt thuốc nam uống hoài hoài vậy đó, thì thời gian thì riết thì nó thành ra gì luôn. À, chị là chị của chị này chị sao? Thứ sáu, nó thứ tám. Vậy là chị thứ sáu. Dạ. Em tạm thời gọi là chị sáu ha. Dạ. Còn chị tên gì? Chị giới thiệu. Em tên Hạnh. Chị Hạnh. Còn chị? Em tên Ý. Ý. Yến. Yến. Hồng Yến. Hồng Yến. Trời dạ. tên đẹp ha. Dạ. Vậy là chị Yến mình bây giờ là coi như là mọi sinh hoạt đồ này kia là chỉ nằm vậy thôi, đâu có ngồi mà đâu có làm tự làm được ha, sinh hoạt đó. Dạ, sinh hoạt em tự làm được. Không, như là ở nhà này thì có cái mương gì nè. Dạ. Làm cái mương cho nó bò đi, nó vệ sinh thì được, còn nếu mà không có cái mương này thì không được. Vậy ha. Dạ. Nó, như đây mình làm có cái mương, mình đắp cái sàn xuống gì nè. Dạ. Để cho nó đi cầu xuống dưới cái mương này. Chứ nếu mà không có cái mương này thì nó đi cầu này kia phải ẩm, tắm rửa là phải ẩm hết. Dạ. Chứ nó không tự làm được. Vậy là coi như là chị cũng tắm được, tự tắm được không? Tự tắm được nhưng mà không sạch, phải lâu lâu tắm lại lên, vậy tắm hả? Lại cho nó tắm quèo quèo vậy chứ đâu có sạch sẽ gì. Rồi vấn đề ăn uống rồi này kia nào là mình làm ơn được không chị ha? Dạ em ăn được. Bới cơm đem sẵn lại cho nó, bới lại thì nó còn cái tay này. Cái tay này còn nhúc nhích được thì nó múc bằng cái tay này, còn tay này thì không được, cái tay này thì nó quéo vô vậy, nó co lại vậy. Coi như là cái tay đó là quéo vô luôn hả chị? Quéo Hồng vô mà. Dạ. Chị Hồng gì em quên rồi? Hồng Yến. Hồng Yến. Này thì như vậy rồi sao mình nắm mình ăn cơm được chị Hồng ha? Chị tay ha. Bên đây có ăn được nữa. Đồ ăn thì chị lấy sẵn, chị làm sẵn đồ ăn sẵn cho nó gì đó. Rồi đầu để nghiêng gì thì nằm đây múc ăn gì nè. Như để tô cơm đây nè, múc 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 ăn. Chứ không có tự mà bưng gì. Nói chung là cơm thì bới tới chỗ, dạ. thì ăn thì dẹp cho nó. Thì nó chỉ đi cầu thì nó mình làm cái mương bên này cho có cái chỗ cái mạng đó là cái cầu của nó đó. Dạ. Là cho nó đi cầu xuống đó, tắm rửa trong đó.
Vậy là cái chân của chị Yến á, là hồi lúc mới bị á, là bình thường không, rồi lâu rồi nó mới teo lại vậy hay sao hả chị Sáp hả? Lúc đầu thì nó đau xuống là nó bắt đầu nó teo dần rồi. Dạ. Bắt đầu đau là nó teo dần, teo từ từ nó rút lại, nó đau quá nó mới lần đầu thì đau thì nó ngay. Ừ. Ngay cái nó nhức quá nó chịu không nổi, nó nằm co lại. Nằm co lại cái đầu thời gian co biết cái nữa rút gì đây luôn. Dạ. Giờ dò nó có ấy được rút dính gì đây luôn rồi đó. Giờ nó gì đó, nó có khúc gì đó. Mình cái giò bây giờ cái chân á, cái chân của mình còn cái cảm giác không chị Yến ha? Dạ con. Còn mình có cử động được không? Đâu chị cử động. À nó được nha anh. Cũng cử động được. Dạ, chân bên kia được không? À. Đó, chị méo méo được mấy con chân à. Thì vậy thôi đó. Coi như là chân. Nó bị co lại thôi chứ còn cái cử động này vẫn bình thường. Cảm giác đau cũng còn bình thường. Vậy hả? Đâu có mất cảm giác đau. Mình có bị tê gì không chị Yến? Dạ không. Không. Dạ. Tính ra là cũng mấy chục năm hả? Ờ, chị Yến năm nay nhiêu tuổi ha? Dạ em 36. 36 tuổi? Dạ. Mà lúc 10 tuổi bị là hai mấy năm rồi? Dạ. Hai mươi mấy năm? 26 tuổi. Thì lúc nó mới 9 tuổi đó là bị vậy à, coi như là 10 tuổi đi. Dạ. Rồi thường ngày là chị không thể nào ngồi được, chỉ là dạ, nằm như em vậy? Dạ, không ngồi được đâu. Nằm bò vòng vòng đây nè. Nằm đó tối ngày đó thì dạ. Mắc tiểu hay là đi tắm đi cầu gì thì bò gì đó đi tắm đi cầu dạ. Không thì nằm suốt đó đâu đi đâu được đâu. Thì hồi nãy hai anh em Linh vô có ghi hình một đoạn đầu video đó quý bà con, thì chị di chuyển bằng cái cách đó thì dùng hai cái tay thôi hả chị Yến ha. Dạ. Mình thì... làm di chuyển vậy là nó có khó khăn không? Dạ cũng hơi khó khăn chứ. Coi như là đó giờ cũng gọi là nó quen rồi. Dạ. Chải cái này nè cho nó trơn nè. Nó dễ bò, nếu mà không dạ. Chải cái này nó bị gích với dán á, nó đúng. Bò đi đau lắm. Em nghĩ là nếu mà không có cái này trơn thì không thể nào mà chị dạ. Đi khó lắm. Thì nó đau mà nó lâu, ừ. Nó chấm cái khuỷu tay này xuống dưới nè, dạ. Đau. Tại vì anh biết sao không là cái chân của chị thì đâu có chịu cái lực nào được đâu. Chỉ là nhờ hai cái tay để mình đưa cái cơ thể đi thôi. Đi là đi là chấm cái này nè, chấm ừ. Chai hết trơn nè. Dạ, thì đó. Nó chấm cái này nó đẩy tới, đẩy dạ. Cái thân nó tới. Rồi thường ngày là ở nhà là mình chỉ đi vòng vòng đây thôi hả? Dạ. Vậy ở nhà một mình vậy mình chỉ thấy buồn không? Dạ, đôi khi cũng thấy buồn. Dạ, mỗi khi mình buồn rồi mình sao, làm sao? Buồn thì đi ra đó nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Dòm cái lỗ đó. À, thì ra là thiết kế cái cửa sổ đó, đó để giao lưu với mấy đứa nhỏ ngoài đó hả? Mấy đứa nít dạ. Chiều nó mấy chạy chơi nhỏ đó. Trong xóm. À. Hồi đó chị ban đầu thì chị không biết chị dừng bít lại. Dừng bít lại cái thấy nó dạch cái lỗ nhỏ xíu vậy nè, nó lú mắt ra nó nhìn. Trời ơi. Cái thấy tội nghiệp quá. Cái mới dở cái ton nó ra mới đóng cái cây lại, sợ nó té dưới nước đó, đóng cái cây đó gào lại. Mới cho nó lú cái đầu ra, lú mắt ra nói chuyện với mấy đứa nít mà cho đỡ buồn. Ban đầu thì mình cũng đâu có nghĩ là nó lú ra nó nói chuyện đâu. Thì thấy vậy thôi mở cái đó ra thì nó đi nữa, cho người ta đi qua đi lại nó dòm ở ngoài. Nói chung thì con người nào mà không có cái sự giải trí và có bạn có bè để cho ấy, còn chị là bị như vậy nằm ở trong đây cũng thấy buồn chứ, cũng thấy muốn kiếm người nói chuyện đúng không? Dạ. Yeah. Có khi nào mà mình tủi thân mình thấy mình ở trong đây mà mấy đứa bạn đồ ở ngoài kia chơi gì mình thấy tủi thân không? Dạ yeah, có. Dạ. Yeah. Nhưng khi ừ. Nhà đi trơn, đi làm trơn đó, chị đi làm công ty khi là đi bằng ngoài giờ cho người ta đó. Dạ. Khi có khi đi lúc 11 giờ không chừng, có khi 12 giờ, khi 1, 2 giờ, 3 giờ không chừng, đi không có giờ đó. Nói chung là hàng vô giờ nào mình phải đi giờ đó làm dạ. Cho người ta. Làm người đi bỏ ở nhà mình ơn, có khi đói nhịn đói tới trưa rồi, chị mần vậy cái chạy về mua cơm đem về cho ăn. Thì đó thì con chị nó còn nhỏ nhỏ đó. Dạ. Sáng thì nó đi học. Có một đứa đi học rồi đứa thì nhỏ xíu chị đi mần chị dẫn theo để cho nó chơi vòng vòng chỗ mình làm đó thì về cái này đây cơm cho nó ăn thì... Anh chị Sáu mình là ở đây mình nói chung là mình làm cái công việc gì chính ha? Nói chung chị làm mướn làm đủ nghề chứ ai mướn gì cũng mận chứ đó mần công ty ngoài giờ rồi đi mua rau mua cá bán đủ thứ vậy bây giờ thì mua cua bán lại ngày cũng lời được 200-300 vậy đó. Dạ. Trang trải trong gia đình thì ăn uống thì cũng đủ ăn đó nhưng mà nó dư thì mình không có dư. Nói chung là đủ ăn đủ mặc sống lo dạ. Cho gia đình chứ dạ. Dư giả rồi gọi là xa hoa thì không có. Dạ. Tại vì cái khu này á quý bà con là hầu như tất cả là quý bà con
ở đây đó, bà con ở đây đó là toàn là ở thuê mà. Dạ, đất thuê hả? Cho miếng đất thuê rồi mình tự cắt nhà hay sao chị? Dạ, mình có tiền thì mình che bự một chút, không tiền thì mình che nhỏ một chút, ai có khả năng nhiều che nhiều vậy đó. Vậy đó hả? Dạ, người ta cho mướn cái clip, đây là clip dừa, ở đó là dừa, trồng dừa với khóm. Dạ. Thì sau này chủ người ta ở xa, người ta không có canh dừa với khóm được, nó bị mất á, cao rồi đó. Người ta mới cho mướn, mình mới khai quan ra tự mình đốn dừa, đốn khóm rồi mình mới lắp mương rồi, lắp clip rồi lên là mình tự cắt lên. Cái đây là mương dừa, vườn dừa hết. Thì khu vực này hồi xưa là trồng khóm với dừa. Khóm với dừa. Ở đây là cái khu vực Tắc Cậu á quý bà con. Tắc Cậu Kiên Giang mà nổi tiếng là cái khóm Tắc Cậu á. Khóm với dừa với cao. Dạ. Vậy là chị ở đây là bao nhiêu năm rồi? Ở đây mười mấy năm rồi, đã mướn chỗ này ở mười mấy năm rồi. Đâu mình người ta không có lấy đất lại, mình cũng không có tiền mua đất nên phải ở hoài vậy. Thì hầu như là bà con khu vực này thì đều là đi, gọi là đi làm những cái công việc buôn bán, làm thuê làm đồ thôi, chứ ở đây đâu có đất đâu kinh tác, đất thuê của người ta ở nữa mà. Ở đó mà công ty đó bây giờ bị thối quá đốt sống, bị thối quá hai đốt. Nó không có mặn nặng nổi, giờ phải đi mua mà đồ lặt vặt bán gì để kiếm lời chút đỉnh thôi, chứ giờ đi mặn thì mặn không nổi. Bác sĩ nói mặn nặng là sụi luôn, mình đâu được đâu, thối quá hai đốt. Coi như là chị Sáu mình đã khu mang chị Yến từ hồi lúc nhỏ tới giờ. Lúc nhỏ, lúc mà nó ở chung với mẹ là chị cũng nuôi nó. Thì nó nào ngay có thời gian mình có chồng vậy trên này. Về năm rồi mình ở chung với mẹ, rồi mẹ mất rồi rước về đây nuôi luôn tới giờ luôn. Mẹ mất năm 2007. 2007 là rước về nuôi luôn tới giờ. Chị Yến mình, anh nói đi. Thì như em Yến á, em có xài điện thoại được không? Dạ thôi. Cũng được, mình cũng lướt Yến. Dạ, hả? Em lướt TikTok, lướt mạng coi. À, vậy cũng đỡ buồn anh ha. Cũng đỡ buồn. Có điện thoại thì ai cho mượn thì coi. Mấy đứa cháu đó lâu lâu nó cho mượn thì coi. Chị không có điện thoại hả? Dạ không. Phải chỉ có được chiếc điện thoại riêng cho mình sẽ xem. Nghĩa là chỉ có một cái máy tính bảng á là hay anh. Cái máy tính bảng bây giờ nó cũng rẻ. Nói chung đồ công nghệ bây giờ càng ngày càng phát triển thì nó rất là rẻ. Nhưng mà có cái đó thì mình giải trí là chị đỡ buồn hơn. Chứ ngồi ở trong đây một mình thì cũng buồn, cũng tủi thân chứ. Rồi anh chị lo lắng cho mình như vậy đó, mình thấy như thế nào chị Yến? Từ mười mấy năm nay rồi. Dạ, em cũng biết ơn anh chị đã chăm sóc lo lắng cho em. Rồi nhiều khi em buồn buồn em đi ra đó em chơi. Em nói chuyện với đứa nhỏ rồi, xong rồi đi vô ngủ trưa. Vậy là thường ngày là mấy đứa nhỏ xóm này hay lại chỗ cái cửa sổ này nói chuyện với chị? Dạ. Chơi xong rồi chán rồi. Có khi nó chạy vô đây nó chơi chung. Khi nó mê chơi mấy đứa kia ở ngoài thì nó không vô, thì nó đứng ở ngoài nó nói chuyện vô. Em có những ước mơ gì? Ước mơ gì không? Nhỏ lớn cũng không hỏi nó vụ này nữa. Hồi lúc nhỏ thì em ước mơ em làm luật sư, giờ em bị vậy em đâu có làm được. À. Mà bây giờ thì mình có ước mơ gì để mà phù hợp với cuộc sống mình hiện tại không? Em ước mơ em được có bán hàng online. Bán hàng online? Dạ. Cái đó mình cần phải có cái thiết bị công nghệ nha. À, đúng rồi, phải có một cái thiết bị đó mình bán. Dạ. Chứ theo anh thì anh cũng thấy cũng có nhiều người á, người ta cũng là làm được. Em ước mơ em bán hoa. Bán hoa? Em nghĩ là tại mình mong muốn qua vậy thôi, chứ qua thì mình ship đi không được đâu chị. Dạ. Tại mình là ngồi ở nhà như thế này, mình phải bán cái món hàng nào để mình ship đi xa được. Chị bán thức ăn trên mạng. Dạ. Bán đồ ăn vặt. Dạ. Nói chung là cái ước mơ bán là được rồi. Đến khi mình bán thì mình sẽ có một cái sản phẩm nào phù hợp với mình để mình bán. Dạ. Vậy là ước mơ của chị lớn nhất là của chị là bây giờ là được thực hiện được cái ước mơ là bán hàng online. Mà muốn để thực hiện ước mơ đó thì trước hết mình phải cần có cái gì? Muốn có cái gì? Mua trước đi, khỏi có ai tiền mua đồ. Mua cái gì? Những thứ gì với thứ gì? Chị kể em nghe xem. Mua bánh, mua cái nãy kia, những cái đồ khô á. Những đồ ăn vặt mà ăn hạt á. Hạt mất, hạt đậu á. Thì mua đó rồi sao bán rồi, được? Rồi mua cái đó như vậy rồi có người ta biết mình. Rồi cần có cái máy quay nữa. Cái máy quay.
quan trọng nhất là có cái máy quay. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là, quan trọng hơn nữa là chị phải tạo được một cái viral, gọi là một cái nickname ở trên mạng có nhiều người biết đến. Một cái TikTok á? Dạ. Dạ. TikTok em có mà. Có không? Nổi tiếng không? TikTok em được có 30 người follow à? 30 người vậy là chưa bán hàng được đâu. Mình phải làm sao cho nổi tiếng nè? Phải được 1.000 người trở lên. Dạ. Chị có biết hát hay là biết biểu diễn hài độc thoại không? Em không biết. Hát cũng không biết luôn. Nếu phải chị có được cái biệt tài mà hài độc thoại, mình tự độc thoại một mình á, chị biết không? Dạ. Là mình diễn hai vai luôn á. Dạ. Hoặc là chị hát thì chị sẽ nhờ bé ở nhà nè. Dạ. Qua hay quay video. Dạ. Để cho chị up lên TikTok. Dạ. Thì khán giả sẽ chú ý đến chị nhiều hơn. Dạ. Chứ còn chị chơi chị lướt không là không có ai chú ý đâu. Dạ. Chị phải quay nè, chị là coi như là mình đang có một cái gọi là cái tật, em xin lỗi chị ha. Dạ. Là một cái tật nguyền như vậy. Dạ. Mình quay lên mình muốn có ước mơ muốn được bán hàng thì quý bà con sẽ ủng hộ, follow và chia sẻ cho chị. Đó, lúc đó là nhiều người biết đến chị mới bán được hàng. Chứ bình thường là đăng lên không ai mua đâu. Nhưng mà hát không biết. Không có micro. Micro hả? Không. Dạ. À vậy là chị biết hát không? Biết. Dạ, giấu người nữa. Hay là tặng anh em tụi em một bài với quý bà con hôm nay luôn nè, là giới thiệu luôn. Rồi sau này là chút xíu là em sẽ giới thiệu cái kênh TikTok cho chị luôn, để bà con cho follow ha. Dạ. Rồi chị có thể hát thuộc một bài nào đây? Hát đoạn đó. À, thuộc nguyên bài không? Hay là nửa thuộc bài vậy? Thuộc một khúc à? Một khúc hả? Dạ. Thuộc nhiều bài không? Có thuộc có mấy bài à? À, vậy là mai mốt là em nghĩ là chị phải học mấy cái bài nhiều bài để chị hát trên TikTok á. Nhỏ đâu có đi học bị tật vậy đâu, đi học đâu biết chữ đâu, vậy mà nằm mò ha, chơi chung với mấy đứa cháu nó dạy vậy mà biết chữ đọc được đó. Vậy đọc đó hả? Được, viết được luôn đó. Trời hay vậy. Đó. Trời ơi. Nhỏ lớn đâu đi học đâu bị tật vậy đâu có đi trường dạ, gì đâu. Dạ đúng rồi. Rồi mấy đứa nhỏ đi học nè, nó về đó, rồi nó học bài đó, rồi nó nằm nó coi, nó lấy sách nó coi điện thoại vậy mà từ từ nó mò ra, vậy nó biết chữ đọc được bình thường chứ. Em lên mạng em search chữ em học luôn. Vậy ha. Dạ. Hay dữ vậy ta. Nguyên cái bản chữ cái là mình sạch mình học mình thuộc luôn. Dạ. Giờ đọc viết bình thường. Viết mà không được như chữ mình nhưng mà viết ngoặc ngoạc. Em cao kê chạy chữ chạy luôn á, mà chữ chạy chậm mới cao được nha. À, nhanh quá coi như là mình đọc không kịp ha. Dạ. Những mảng nào chữ chậm là em cao được. Ờ, coi như là quá hay rồi, cho nên là chị sử dụng cái mạng xã hội là ok luôn để mình đọc được mà. Dạ. Với cái nữa là mình có ước mơ đó thì cái mình làm từ từ nó sẽ sáng. Dạ. Cũng như cái gì không luyện tập thì nó không thể, nó nằm ở dạng bên trong. Tới mình luyện tập thì từ từ nó sẽ hé lộ sáng sáng dần lên. Cho nên ở chỗ của em có những cái ước mơ đó thì em sẽ làm. Rồi không thẳng là từ từ em sẽ giỏi lên. Tự động sẽ giỏi lên. Anh Vũ biết sao không? Chị phải là, tại vì á, khi mà chị quay video lên thì bà con sẽ thấy hoàn cảnh của chị nè, là sẽ ủng hộ chị. Nhưng mà chị phải có một cái tiết mục gì đó biểu diễn hoặc là một cái điều gì đó để cho người ta xem. Dạ. Chịu không? Chịu. Chứ không phải quay lên ngồi nói chuyện mọi người ủng hộ tôi là không ai ủng hộ đâu. Đó, thấy mẹ hay ca cái bản gì của Dương Ngọc Thái là bản gì? À. Bản gì? Chữ tình hả? Chữ tình nữa gì con đò lỡ hẹn hay gì đó. Gọi đò phải không? Dương Ngọc Thái là gọi đò. Chắc con đò. Ừ, chắc con đò. À, thuộc nửa bài không? Hát tặng tụi em với quý bà con nửa bài ha. Dạ. Rồi. Giới thiệu tên được coi. À, giới thiệu luôn. Mình giới thiệu bây giờ mình phan. Bây giờ mình tập làm TikTok luôn nè. Dạ. Khi là mình lên mình phải giới thiệu mọi người hoặc là bà con gì đó. Dạ. À, hôm nay em sẽ gửi tặng mọi người. Sau đó là chị tự suy nghĩ chị sẽ giới thiệu thử coi. Nhưng mà em hát có khúc nghe, thuộc có khúc à. Ờ hát rồi. Có nhiều thuộc nha. Rồi, mình giới thiệu theo. Giới thiệu đi, em tên gì? Rồi mỗi lần là mình uống nước là sao chị vậy? Dạ em uống nước là muốn gì nè. Thì làm mấy đứa cháu con chị á, làm cho nó, để cho nó không thích gì đó thì nó uống. Rồi chị Yến tự làm được không? Dạ em làm nước được. Được hả? Có nước đá đem sẵn lại thì có trà để đó thì nó làm sẵn hết á thì nó tự bỏ vô trong này nó uống được. Bỏ lên vô luôn. Em tự bỏ chạy luôn. Tự phải chăm trà luôn. Rồi. Thì nói chung là hơi khó làm nhưng mà mình phải bắt buộc phải làm riết nó quen. Dạ. Chứ ở đó có cái bình nấu nước đó. Chứ anh chị đi làm rồi mấy đứa cháu đi học ở nhà rồi khát nước rồi không tự làm rồi lấy gì uống đây. Dạ. Mua cho nó cái bình trà. Với bình trà chứ để sẵn theo đường cho nó vậy đó. Ừ.
để đó, cái ở nhà nó có khát nước thì ví dụ nhà hết nước thì đá thì nó nhờ mấy đứa nhỏ nó cho mua. Nó tiền như vài ngàn bỏ túi vậy đó, nó mượn mấy nhỏ mua nước đá cho nó về nó pha trà nó bỏ vậy đó, nó để đá gì uống, đá bi sẵn nó không có độc đâu, về hốt bỏ vô uống. Em đâu có độc nước đá được đâu. Đúng rồi, cái tay chị sao đập nước đá được. Có khi đi nhà đi hết trơn, nguyên nhà đi hết trơn, tối ngày khi ở nhà có mình nằm vậy đó. Cái tay bên đây là mình to lại nhưng mà mình cử động được mà đúng không? Dạ được vậy đó. Đâu có xè ra được đâu. Dạ đâu có xè ra được. Nó quéo hết trơn rồi, chỉ có được cái bàn tay này là xè vô xè ra được thôi. Tay này hồi ngày nó đau khớp, nó cút. Đau khớp. Đó, mấy cái khớp này nè, mấy cái chỗ nào có khớp là sưng hết. Mấy khớp này, mấy lóng này là sưng hết trơn, phù hết trơn. Nè, cái tay em đau nó quẹo nè. Phù hết trơn, chỗ nào có khớp là phù hết trơn nữa, đâu có nó ngay nó còn mà vậy cũng đâu bình thường. Khớp này nó cũng phù, này cũng phù. Chỗ này nó cũng quẹo chứ. Còn này nó đau quá, nó chịu không nổi, nó không có nhúc nhích được. Cho nên là giờ nó dính co gì luôn rồi, bàn tay cũng vậy, nó quéo gì luôn. Biết sao cái tay này còn nhúc nhích được không? Là tại vì đau thì đau nhưng mà ăn phải cố gắng. Đó, có khi không có người đút á, cố gắng múc ăn. Cho nên là nó cử động nhưng tay này cũng còn nhúc nhích được. Biết rồi, nó quen ha. Dạ. Dạ, em cắt móng tay được. Vậy đó hả? Dạ. Người kèm bấm em tự nằm, tự bấm cọc. Móc đâu có đi tiệm đi gì đâu. Chị lấy cái kéo bằng cá đó. Cái lấy cái lược ra tỉa, nắng quá, đực quá, cái đồ ẩm dựa vô trong vách á. Lấy cái kéo bằng cá chị tỉa cho không đó, tự nhỏ. Trời ơi, sao lấy cái kéo cần bằng cá hết cho chị? Cái kéo nào đâu hết nhà, nó có cái kéo nào. Lấy cái kéo bằng cá lên, cái lấy cái lược lên, tỉa. Mà ngồi hớt tóc là khóc vậy lắm, nhức, đau. Tại vì đâu có ngồi được đâu. Cho nên là phải tranh thủ cắt đại. Bây giờ nó ra đỡ nè, lúc chị mới cắt á, nó cà đốm, cà đốm. Nói chung là cái chân như vậy thì không ngồi được. Ngồi là nó bị đôn cái xương sống xuống hay sao hả chị? Đôn xương sống, nó chổi cái bàn chân nè. Dạ, cái bàn chân nè. Chổi là đau. Đau. Dạ. Cho nên là mỗi lần ngồi hớt tóc phải lấy cái ghế ngồi nhỏ vậy nè, cho nó ngồi xuôi cho cái ghế vậy nè. Nhưng mà cũng đau lắm. Khóc. Ngồi hớt tóc là khóc lắm. Nói chung là chỉ nằm thôi chứ không ngồi được. Hớt tóc á, cái chị dựa vô cửa sổ đó đó. Để dựa sát vô cửa sổ đó, lấy cái tay nó quéo vô cửa sổ vậy đó. Quéo vô cửa sổ vậy rồi chịu lại. Người chị thì hớt lấy cái giò chị kẹp vô người nó lại vậy nè. Kẹp vô người nó lại thì cầm cái kéo tỉa đại vậy, đừng cho nó tóc nó xuống nó nực á. Có khi nào chị Yến mình bắt chợt mà thấy bạn bè chơi, mấy đứa nhỏ chơi ngoài kia mà mình bật vậy mình đi ra không? Dạ em cũng mình quên đi là cái cơ thể mình đang bị vậy mà mình bật đi á. Dạ có, em cũng muốn đi nếu được. Lúc đó chắc chị buồn lắm ha. Dạ. Em nghĩ chắc cũng nhiều lần lắm anh Vũ. Thấy người ta chơi rồi quên đi cái cơ thể mình như vậy, muốn bật đi. Muốn bật đi là em cũng nghe nhiều người nói lắm. Dạ. Mà bật đi rồi nhớ thực lại là mình đâu có đi được. Dạ. Lúc đó thì em nghĩ nó có em buồn em khóc. Lúc mẹ mới mất á, đem tụi em về nuôi khổ lắm. Mẹ mất để lại nhỏ này, nhỏ em gái út, rồi thằng em út, rồi hai đứa cháu, con của ông anh. Yeah. Mẹ bỏ từ nhỏ luôn, ở với bà ngoại bà nội từ lúc mà mẹ nó mới bỏ, từ lúc mười mấy tháng nữa, 20 tháng nữa. Bỏ lại nội luôn hết. Thì sau này nó mất á, bà nội mất rồi chị đem về chị nuôi hết trơn. Rồi hoàn cảnh thời gian cũng khó lắm. Ông chồng ổng bệnh, ổng bị có gì đĩa điểm. Dạ. Ông bị đĩa điểm người ông không bằng được gì chứ. Bị teo cơ luôn, cái giò nhỏ xíu à. Rồi đầu ở nhà cũng có tiền đi viện đó, cái đầu uống thuốc nam. Hút thuốc nam uống, đi chùa hút thuốc nam uống. Uống từ từ cái đầu cũng đỡ, hút thuốc bạch uống đỡ. Thì nói chung là đó thời gian có một thời gian khổ dữ lắm. Khổ dữ lắm, khổ luôn. Mấy đứa em nó còn nhỏ, nó không bằng được gì nữa. Yeah. Rồi chị đi bằng mực thì ngày được 100 ngoài 200, về có khi không có hàng, có khi có, khi trang trải cuộc sống cũng khó đó, thời gian khổ lắm. Khổ thì cố gắng vượt qua. Giờ mấy đứa thì nó cũng lớn hết rồi, nó đi hết. Giờ còn có nhỏ này ở với chị, coi như là chị Sáu là những người em chị đã nuôi
biết ơn chị chừng nào, nuôi từ nhỏ tới lớn không ạ? Dạ. Chị Yến mình có khi nào mà mình suy nghĩ về một cái gia đình nào đó, một cái gia đình không? Dạ cũng, em có không biết nữa. Dạ. Hồi đó có nha, hồi lúc nhiều năm trước, khoảng tầm năm nó 20 ngày rồi. Nó có nói với chơi chung mấy đứa cháu á. Dạ. Nó ước mơ nếu mà nó không có bị tật á, thì nó có một gia đình đàng hoàng thì nó sẽ cho nuôi, nó đẻ con, nó ham con trai. Dạ. Đẻ đứa con trai nó nuôi cho học thành tài, cho làm công an. À. Sao mẹ ngại không nói hả? Lâu quá. Mẹ thì có ước mơ làm luật sư, rồi cho con làm công an là đúng nghề luôn ha. Tính ra là nếu mà chị cơ thể chị không như vậy mà chị đi học, nếu mà em đi được là em làm luật sư, em sẽ bắt những người tội phạm em đưa ra ánh sáng. Vậy đó hả? Dạ. Hồi đó là mình có bị uất ức gì không mà mình phải ước mơ làm luật sư để mình bắt tội phạm? Dạ không, em ước mơ từ nhỏ tới giờ. Vậy đó hả? Dạ. Em thấy người ta làm em ước mơ. Em nghĩ là chị là nếu mà cơ thể lành lặn bình thường đi học là sẽ làm được. Tại vì chị xem ở trên mạng thôi mà đã học được chữ rồi. Dạ. Rất là sáng. Dạ. Thì lúc em coi tài thời sử, em coi em đọc trên những người trên thời sử. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là không tá gì đó, em đọc những người trên đó. Chắc chị hay coi cái chương trình của Đài Vĩnh Long á anh. Thật sự không vui tới quê đó. Mấy chương trình về vụ án đâu đó ha. Dạ. Bởi vì có cái máu làm luật sư cho nên coi cái đó. Lấy lại sự công bằng. Lấy lại công bằng cho những người vô tội. Nhưng mà thôi thì cái ước mơ đó thì nó mình bây giờ không thực hiện được. Thì mình thực hiện cái ước mơ khác. Để cầu mong sao lo cho cuộc sống như mình, như hồi nãy là chị ước mơ là bán hàng online đúng không? Dạ. Đó, là bây giờ chị có thể nói lại với quý bà con mình muốn ước mơ như thế nào. Mình muốn cần có những cái thứ gì, những cái vật dụng gì để mình thực hiện cái ước mơ đó. Dạ, ước mơ em được bán hàng online trên mạng, quay trên TikTok. Dạ, em cần cái iPad. Rồi em cần cái đồ em hát hết. Cái bộ live stream. Dạ. Dạ. Em cần đó rồi phải mới thực hiện ước mơ của em được. Vậy đó hả? Dạ. Hình như nãy chị chưa hát phải không anh? Chưa. Bây giờ mình muốn thực hiện được ước mơ đó là hát này, em dân chút xíu. Kênh TikTok chị là tên gì? Hồng Yến. Hồng Yến gì? Có chữ có số không? Không. Chỉ là Hồng Yến thôi. Dạ. Em nghĩ là chị có thể sửa tên là Hồng Yến Kiên Giang đi. Hồng Yến em đăng cái câu cuối nữa, Hồng Yến người khuyết tật. Hồng Yến người khuyết tật. Dạ. Rồi vậy là quý bà con mình xem được cái video này thì có thể vào TikTok ủng hộ chị Yến, Hồng Yến người khuyết tật. Đúng không? Dạ. Rồi em là... có em tạo kênh riêng. Vậy đó hả? Dạ. Làm hên đó. Có nhỏ cháu cho cái điện thoại cũ của nó. Thư đó rồi làm thời gian giờ kinh nó không biết giờ nó bỏ đâu. Bây giờ là đâu có điện thoại đâu phải không? Mà cái kênh đó còn không? Dạ còn. Rồi. Em đang xài luôn. Mà chưa có lâu lâu mượn mấy điện thoại mấy đứa cháu đăng nhập hay gì? Dạ. Rồi chưa có đăng sản phẩm gì, gọi là chưa có hát hò gì trên đó. Dạ chưa. Thì hôm nay chào hàng với quý bà con sẽ vô follow cho chị. Rồi ngày dạ, mai. Dạ em có đăng diễn hình Phật tử. Dạ. Không ý là hát kìa. Dạ. Rồi vậy bây giờ chị gửi tặng quý bà con đi, quý bà con vô follow cho chị Hồng Yến. Hồng Yến người khuyết tật. Dạ. Rồi. Chào khán giả đi. Chào khán giả, mình tên là Hồng Yến, mình năm nay 36 tuổi. Mình hát bài Thần Chắc Con Đò tặng, còn bài của anh Duy Ngọc Thái tặng cho quán giả. Dạ. Ok. Cô gọi con đò, nhưng con đò nào nhớ có nghe. Lớn chút vậy. Cô gọi tôi về, nhưng tôi nào đâu có còn nghe. Mà tôi nhấn tâm xem như là không có chuyện gì. Đò ơi cớ sao em đau lòng khóc ở bờ sông. Thầm trách gì tôi sao thay lòng đổi dạ người ơi.
Để bên đò xưa không còn ai cứ gọi ơi đò, nói không nên lời em khóc gì đời em nhỏ nhoi. Đã yêu nhau rồi sao nó là dần chân gió đôi. Dạ em thuộc con khúc à? Trời quá hay luôn. Không được, giọng hát của chị hát lên TikTok được. Dạ. Mình nhưng mà mình phải học thuộc rất rất nhiều bài như chị. Dạ. Ha. Dạ. Rồi Hoàng Linh xin nhắc lại là ước mơ của chị Hồng Yến là được bán hàng online và dạ, cần những cái vật dụng thì quý bà con cũng biết bán hàng online thì cần những vật dụng gì rồi. Đó, rất mong quý bà con mà ở xa thì có thể ủng hộ chị những cái vật dụng đó. À, không cần phải vật dụng mới chị Yến ha. Dạ. Thì có thể là những quý bà con mà bây giờ công nghệ nhiều có khi dạ, không cần xài đến những cái thiết bị hơi cũ một chút xíu. Dạ. Thì có thể tặng cho chị để chị lập nghiệp cái ước mơ bán hàng online của mình. Dạ. Đó. Rồi mọi người cũng nhớ vào ở bên cái TikTok để ủng hộ cho chị là Hồng Yến người khuyết tật. Dạ. Là mình bấm cái đó là trên TikTok ra ha. Rồi dạ, chị cài đặt cái tên ok hết chưa? Dạ ok. Vậy đó hả? Dạ. Anh Vũ bấm thử ra không anh Vũ hả? Dạ. Mình coi kỹ lại để mình kêu bà con vô ủng hộ chị. Để em kiếm bên. À, không để anh Vũ bấm được rồi chị. Anh Vũ có mạng nè. Hồng Yến người khuyết tật là dạ, chị để nguyên một cái tên như vậy luôn hả? Dạ. Có hình khuôn mặt thôi chị. Vậy đó có hả? Có chụp khuôn mặt. Người khuyết tật. Em nghĩ là ít follow thì tìm nó hơi khó ra chút xíu. Cho nên là chị phải hát hoặc là kể chuyện cho quý bà con nghe nhiều vô. Có không? Đó hình Phật á anh. Đăng mấy hình Hồng Phật Yến đó. Cô gái gì đó? Cô gái khuyết tật thì á. Đó chị đó. Đây đúng không? Đó đó nói đó. Dạ. Đúng rồi. Anh coi cái nickname gì để nói cho quý bà con. Bấm vô cái kênh đó anh. Cô gái bị khuyết tật là tức là chị chỉ là Hồng Yến cô gái bị khuyết tật. Dạ. Chị chưa có làm cái ID cho nên tìm khó ra lắm. Em cái kênh đó là em còn không có gì ít vô, em có kênh mới nữa, hai kênh lận. Coi như là bây giờ mới mốt là chị thống nhất là cái kênh nào để mình làm, chị đăng hát đi, lần sau tụi em đến sẽ chia sẻ cho quý bà con biết. Dạ, cái kênh em đang hiện tại bây giờ là tên Hoa Hướng Dương. Hoa Hướng Dương. Dạ. Nhiều sao nhiều kênh vậy? Dạ, kênh đó mà lần cái máy kia hơn em bỏ rồi. Cái kênh nào mình đăng nhập mình nhớ mật khẩu nha, tới mình làm online mà mắc mật khẩu là mắc cái kênh là mình không làm được đâu nha. Dạ cái kênh này em đang làm giờ Hoa Hướng Dương. Hoa Hướng Dương, Hoa Hướng Dương. Người không phải tật. Rồi. Người khuyết tật. Hoa Hướng Dương người khuyết tật nữa hả? Dạ. Em nghĩ là chị để cái tên gì ngắn ngắn á, quý con dễ nhớ hơn. Dạ. Cái đó là mình cần còn cái mật khẩu đó cái kênh đó không? Dạ, em tạo cái điện số điện thoại cũ á. Vậy đó hả? Dạ, em không nhớ làm lấy là không được. Để cho mai mốt nhờ mấy cháu lấy lại. Thì coi như là được anh Vũ rồi. Coi như là clip nãy giờ cũng quá là dài rồi. Thì quý bà con hôm nay mà xem cái clip này cũng tốn khá là nhiều thời gian. Thì trước khi dừng clip thì em muốn hỏi chị cái ước mơ lớn nhất của chị như chị nói thì chị có thể nói lại cái ước mơ đó mình cần thực hiện như thế nào cho quý bà con mình biết một lần nữa rồi mình kết thúc clip ha. Dạ. Ước mơ của em là bán hàng online, em bán những cái hạt bí, hạt này, hạt kia, hạt kê, hạt dẻ rồi đó. Dạ. Rồi cái bí khô rồi đó, mất khô rồi đó. Và cái mất sấy đó. Coi như là bán những cái đồ khô. Đồ khô. Dạ. Đồ khô thì mình dễ ship đi ha. Dạ. Đó mà muốn thực hiện được những cái ước mơ nói chung là thực hiện được cái ước mơ đó thì mình phải có những cái thiết bị, chị cần những cái thiết bị gì để mình làm, mình có tính toán được chưa? Dạ em có tính toán mà không có tiền để em thực hiện. Và bây giờ nếu như trường hợp mà em đã có được cái thiết bị chẳng hạn như có được cái điện thoại đi. Dạ. Và trong cái đoạn đường em làm á. Dạ. Thì chắc chắn là bước đầu thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn chẳng hạn. Dạ. Không người ta không mua hàng, đúng không rồi. Mua lô không gì đó. Dạ. Như vậy thì em có hạ quyết tâm rằng là mình cố gắng mọi em sẽ cố gắng em làm cho bằng được bất cứ khó khăn. Dạ. Nào dạ.
gì em cũng phải làm cho bằng được. Dạ. Ok. Em đã quyết tâm, em ước mơ của em. Nếu bây giờ có một quý vị khán giả nào người ta có những cái thiết bị cũ, dạ, người ta ủng hộ cho em. Dạ. Thì em có nhận để thực hiện ước mơ của mình không? Dạ, em nhận. Dạ, em có thể cho khán giả xin thêm một cái nữa là cái lý do tại sao phải quyết tâm như thế. Đúng rồi, nãy giờ mình quên nói anh chị ha. Dạ, em thấy người ta bán hàng nhiều quá em coi. Với lại cái cuộc sống em. Với lại cái cuộc sống mà em nó cũng khổ, nghèo. Dạ, không có được đời đủ như người ta. Với em có ước mơ em có nhiều đó thôi. À, coi như là chị ước mơ để mình làm được cái công việc gì đó, để có tiền lo có cho tiền bản thân và giúp dạ, cho anh dạ, chị đã nuôi mình. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ. À, anh chúc mừng em. Ừ. Dạ. Là những ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Dạ. Dạ. Dạ, bây giờ thì em nói gì là chào khán giả. Dạ. Là chào khán giả. À, vậy thôi hả? Có nói gì không? Có chúc sức khỏe gì? Chúc sức khỏe gì quý vị khán giả, quý bà con cô bác không? À. Chúc xa trong chúc các cô chú khán giả, các chúc các bạn mọi người có sức khỏe, dồi dào, nhờ dạng sự như ý. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Thì trước khi dừng clip thì em cũng xin nói thêm chút xíu nữa. Dạ. Thì chị muốn làm được cái mạng online để bán hàng thì dạ, chị phải tự tin lên ha. Dạ. Phải tự tin nói chuyện trước ống kính điện thoại. Dạ. Trước ống kính máy quay đó. Dạ. Và mình không có biệt tài gì thì mình tập hát hoặc là dạ, mình tập kể chuyện. Tại dạ, vì cơ thể của mình không ngồi không đứng được. Rồi, những cái điều lưu ý là chị cần tập như thế để mình làm được cái ước mơ của mình thực hiện dạ, được ha. Dạ. Thì em cũng cảm ơn chị Sáu, cảm ơn chị Yến đã dạ, tạo điều kiện cho anh em đến đây ghi hình chia sẻ về hoàn cảnh này. Dạ. Dạ. Dạ, hai chị em cũng cảm ơn em với anh. Dạ. Cũng thương nhờ của em đúng thấy hoàn cảnh của em Yến này cũng khó khăn cho nên là em đúng cũng giới thiệu cho hai em đi lại để quay cũng có nhờ quý diễn giả nào. Dạ. Lòng hảo tâm thì giúp cho em thực hiện được ước mơ. Dạ. Xin cảm ơn tất cả. Mạnh Thường Quân cho em số tiền gì đó em thực hiện được ước mơ của em. À, coi như là mà những cái thiết bị dạ, hoặc là tiền để mình mua cái thiết bị. Dạ. À, rồi. Rồi, clip của Quang Linh xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại quý bà con cô chú chị mình trong clip sau ạ. À.